sáu tip để nam giới ăn sau tập không tăng cân ăn sau tập là thời điểm vàng bổ sung những thiếu hụt cho cơ sau buổi tập. Nhưng ăn thế nào để đủ, để không dư anh em cần lưu ý nhé. Thăng 1 uống BCAAs thăng 2 protein và cắp thăng 3 giảm chất béo sau khi tập luyện thăng 4 không vượt quá 100g cắp sau khi tập luyện thăng 5 uống 100-200mg ala cùng với vitamin C thăng 6 uống nước mời anh em kéo xuống để xem đầy. Đủ dưới phần mô tả video.